xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Quý khán giả hiện đang đứng trước cổng chùa East Boston tại địa bàn Massachusetts. Hôm nay có một buổi lễ Vu Lan Phật lịch năm 2556. Hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2012, cũng là ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Xin mời quý vị cùng quý khán giả vào sâu vào trong xem những hình ảnh sau đây. Con yêu ơi, con
để mà làm văn nghệ và cũng thức đêm tới 12 giờ để mà làm hoa hồng để mà các em có thể làm lễ bông hồng cài áo. Và ngày hôm nay thì các em tới sớm để mà dọn dẹp và cũng làm những cái phần nhỏ như là chuẩn bị cho lễ hoa hồng cài áo rồi. Thì bây giờ thì các em cũng đang còn rất là hăng say, excited và excited để mà chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan. Dạ, thì ngày Vu Lan á thì là ngày báo hiếu cha mẹ. Thì thường thường đó là chúng em khi mà chúng em có văn nghệ thì hay có vở kịch Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà tại vì có nhiều khi thì các em cũng đóng cái kịch đó cũng nhiều rồi, cho nên năm nay chúng em đóng kịch khác. Thì một trong chuyện tiền thân của Đức Phật đó thì chúng em có học về Ngài Quan Thiểm, thì là một người tu sĩ nhưng mà rất là có hiếu với cha mẹ. Thì trong một cái vở kịch của đêm văn nghệ ngày hôm nay thì chúng em có diễn ra cái vở tuồng là Ngài Quan Thiểm, Ngài Đạo Sĩ Chí Hiếu. Thì đó trong lòng cũng là một cái màn ở trong phần văn nghệ của chúng em ngày hôm nay. Đây là phần pháp thoại, chúng con xin được cung thỉnh Pháp Sư Nhân Tượng ban pháp thoại cho chúng con. A Di Đà Phật. Vu Lan thì đất nước Việt Nam không thể bị ai tàn phá được, và chừng nào còn lễ Vu Lan thì chừng ấy chúng ta vẫn còn hy vọng có tự do, dân chủ và cộng sản sẽ phải hết. Vì sao ạ? Vì con người sống bằng ân nghĩa, ân nghĩa cha mẹ, ân nghĩa sinh thành. Con người không thể sống bằng thù hận được. Nếu con người sống bằng giai cấp đấu tranh, bằng thù hận thì dần dần con người sẽ chết đến người cuối cùng. Đó là những điều mà chúng tôi chiêm nghiệm thấy bằng trí tuệ và bằng công đức tu hành thiền định. Con người chỉ sống bằng ân đức, bằng ân đức, bằng tình kính yêu cha mẹ thì con người mới giữ được mãi mãi. Đó. Thế cho nên Ngài Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo mà bây giờ là Ngài Quảng Độ đó, bây giờ Ngài là Tăng Thống trong lễ Vu Lan năm kia, Ngài có viết trong cái bản thông điệp như thế này: tôi chân thành kêu gọi những ai đã tự nhận mình là người lãnh đạo đất nước thì hãy đặt quyền lợi của quốc dân lên trên quyền lợi của đảng. Chỉ có sức mạnh tổng hợp của đại khối dân tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa đồng bào chứ không phải là tình đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ cục bộ. Không phải đồng chí này mà không phải vì ý thức hệ nhé, mà chỉ có tình nghĩa đồng bào mới hàn gắn được cái tình tự dân tộc. Cho nên chỉ có những điều đó. Ngày tôi còn trẻ đó, tôi dạy chính trị học
trong nhiều trường. Đó là một tinh thần chứa tinh thần quốc gia, không phải là cái tinh thần quốc gia chống cộng đâu. Nước nào cũng có tinh thần quốc gia. Chính cái tinh thần quốc gia ấy nó làm ra cuộc cách mạng 1789 ở Pháp, nó làm ra cuộc cách mạng đó tháng 11 ở Trung Hoa, nó làm ra cái tinh thần quốc gia, còn là giữ lại cái tinh thần tốt đẹp của sống nổi Việt Nam. Vậy thì cái tinh thần quốc gia ấy từ đâu mà ra? Cha mẹ ta dạy ta đâu? Tình nghĩa đồng bào là tinh thần quốc gia đó. Tình nghĩa cha mẹ là tinh thần quốc gia đó. Không có tình nghĩa cha mẹ, đối với cha mẹ mà không có đạo hiếu, tinh thần quốc gia bằng cách giữ cái đạo hiếu với cha mẹ. Trong kinh Hiếu Tử, Đức Phật dạy rằng sinh ra đời mà không được gặp Phật thì thờ phượng cha mẹ chính là thờ Phật vậy. Cha đây là cha thật, cha đẻ ra mình, chứ không phải cha tưởng tượng. Mẹ đây là mẹ thật, mẹ đẻ ra mình, chứ không phải mẹ chỉ nhân bằng ân nghĩa. Sinh ra đời mà không gặp Phật thì thờ phượng cha mẹ chính là thờ Phật vậy. Nên Hiếu Tử, Đức Phật dạy lại. Cho nên Đức Phật không những dạy cha mẹ đẻ ra mình mà tứ ân phước báo. Hai cha, hai mẹ